phát triển rất tốt từ 7 nhân viên ngay từ thời gian ban đầu ngày 9/9/2008 đến bây giờ ngày 9/9/2022 chúng ta đã có được gần hơn 350 thành viên trong đài gia đình SCS chúng ta. Xin một tràng pháo tay và xin chúc mừng cho sự phát triển của SCS Group chúng ta. Và vươn tầm gà mới.